Nàng còn trong bụng nương đã được hoàng thượng ban tên cho. Ai tên Trần Hy Sở sẽ là hoàng hậu tương lai, nhưng nàng và Giao Giao là tỷ muội sinh đôi, Trần tướng quân cũng đang phân vân không biết nên đặt cái tên này cho ai. Vì vậy, khi tới 4 tuổi, hai tỷ muội vẫn chưa có tên chính thức. Một ngày trước sinh thần lần thứ tư của họ, Trần tướng quân trấn thủ biên cương quanh năm mới trở về. Hai tỷ muội rất cao hứng, nhưng vừa trở về ông đã vào cung, đến tận đêm khuya khi họ đều ngủ quên ông mới về. Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu truyền dụ, lệnh cho Trần phu nhân đưa hai tỷ muội vào cung, nói muốn tẩy trần cho Trần tướng quân, đồng thời giúp họ mừng sinh thần. Thế là Trần phu nhân bận làm sinh thần cho họ mấy ngày liền. Bỗng nhiên quyết định như thế, Trần Hy Sở đoán bà không vui, chỉ chưa nói ra mà thôi, bà vẫn cho hai tỷ muội mặc đẹp, dặn họ tiến cung phải nghe lời, đừng chạy loanh quanh, trước khi đi vẫn dặn dò liên tục. Trần Hy Sở ngoan ngoãn gật đầu, mỗi lần vào cung bái kiến hoàng hậu, bà đều hỏi Trần phu nhân, ai là Trần Hy Sở, ai là Trần Mộ Noãn, lần nào Trần phu nhân cũng phải quỳ xuống giải thích, hồi bẩm hoàng hậu, đứa lớn là Hy Sở, đứa nhỏ là Mộ Noãn. Hoàng hậu cười khổ, hai nữ nhi của ngươi trông giống nhau quá, hai tỷ muội trông giống hệt nhau. Thảo nào hoàng hậu không phân biệt được, nhưng bị hỏi nhiều khiến nàng không vui, tại sao lại không phân biệt được, tính cách của họ rất khác nhau. Trần Hy Sở vừa cắn một miếng hoàng thượng đã tới, đi cùng còn có một tiểu ca ca rất tuấn tú. Hoàng thượng không giống hoàng hậu, ông luôn phân biệt được hai tỷ muội họ. Trần phu nhân đã nhờ mama tới dạy hai tỷ muội lễ nghi ở nhà từ trước. Hoàng thượng vừa ngồi xuống họ lập tức hành lễ, ngài vuốt đầu Trần Hy Sở mỉm cười, oản oản cao hơn rồi, lần này không ngã à? Lần đầu hành lễ với hoàng thượng, Trần Hy Sở đã ngã sóng xoài trên đất, làm ông cười rớt nước mắt, còn thưởng cho nàng một miếng ngọc như ý, nói là để nàng bình tĩnh lại. Về phủ, Trần phu nhân đã mời hạ mama về dạy cho nàng. Nàng ngẩng cao đầu nói, vâng, hạ mama nói nếu không ngã sẽ được ăn hồ điệp tô. Trần Hy Sở nhướng mày tự hào nhìn lại Trần phu nhân, nhưng thấy bà ngần ngại như muốn nói, hoàng thượng cười to nhìn Giao Giao ở một bên khen ngợi, rất hiểu chuyện, trầm tĩnh, rất giống cha ngươi, khổ phu không sinh khuyển nữ, tạ bệ hạ khen ngợi. Giao Giao ngoan ngoãn đáp lễ. Trần Hy Sở bội phục nhìn Giao Giao, nếu là nàng nhất định sẽ không vui, nàng giống Trần phu nhân khi còn nhỏ, mọi người nhìn thấy đều nói rất xinh đẹp, còn cha thì đen như cục than khổng lồ, quá xấu xí. Hoàng thượng nói được vài câu đã bắt đầu ho, sau đó cơn ho càng lúc càng nặng hơn. Trần Hy Sở ở gần nhất, thấy từ khóe môi ông có màu gì đó, hoàng hậu rất hoảng loạn, vội cho gọi ngự y, rất nhiều người ùa vào. Hai tỷ muội được nương ôm trong lòng, nhìn tiểu ca ca ở bên cạnh đứng đó một mình, Trần Hy Sở thấy hắn thật đáng thương, thế là chạy tới chỗ cậu nói, huynh có muốn qua cho nương ta ôm không, nương ôm rồi sẽ không sợ nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng rồi quay người đi vào nội điện. Nàng không vào được nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn, đột nhiên thấy hơi xấu hổ, ấm ức quay lại nhìn Trần phu nhân, bà mỉm cười vẫy tay với nàng, nàng lập tức lao vào lòng nương. Nương, Trần phu nhân xoa đầu nàng nói, không sao đâu. Giao Giao cũng bắt chước Trần phu nhân an ủi nàng nói, không sao đâu, mọi người đã nói không sao nghĩa là không sao, dù sao nàng đã có nương và Giao Giao, hắn không chịu để nương nàng ôm là hắn thiệt. Hôm đó Trần Hy Sở đã đợi ở đại điện rất lâu, gần như đã ngủ quên đi, hoàng hậu mới bước ra bảo họ về trước. Trần phu nhân thả hai tỷ muội ra, bước tới nắm tay hoàng hậu nói vài lời an ủi. Trần Hy Sở không nghe rõ bà nói gì, chỉ nghĩ đến việc nương chuẩn bị tiệc sinh thần từ sáng, khi về chắc vẫn ăn được vì nàng rất đói. Khi ba người ra khỏi cung thì thấy Trần tướng quân ở cửa, ngoài ra còn có một thúc thúc. Trần tướng quân nhìn khắp người hai tỷ muội rồi ôm Trần Hy Sở lên, oản oản, hôm nay con đã thấy Trần Triệt ca ca chưa? Nàng nghĩ một hồi, hôm nay đúng là có gặp một ca ca, hóa ra hắn tên Trần Triệt. Nàng nghiêng đầu hỏi, là một ca ca rất đẹp ạ? Phải, là ngày ấy. Nàng gật đầu nói, con có thấy, hình như huynh ấy hơi buồn nhưng không muốn nương ôm. Trần tướng quân sờ đầu nàng nói khẽ, ngày ấy là nam tử Hán đại trượng phu, ôm dễ làm ngày ấy xấu hổ, con kiên trì là được. Nàng hơi không vui, hắn đã từ chối nàng mà vẫn phải an ủi nữa sao? Phải nhiệt tình với người lạnh nhạt thì rất khó chịu, nhưng nàng không dám nói với cha. Nghĩ một hồi nàng lại nói, lần sau gặp lại con sẽ an ủi huynh ấy sẽ không từ chối con nữa chứ. Trần tướng quân nghe vậy mắt đỏ hoe, nàng không biết tại sao ông lại như vậy, nàng đã nói gì sai sao? Trần Hy Sở quay lại nhìn nương, lại thấy bà không cầm được nước mắt nữa, nàng không biết họ bị làm sao, nên giơ tay ra lau nước mắt cho cha. Cha ơi, đừng khóc. Nương cũng không khóc, phải rất lâu sau Trần phu nhân mới ngừng được. Lúc này, người đứng bên cạnh nói với Trần tướng quân. Trần tướng quân, hoàng thượng vẫn đang đợi. Trần tướng quân hít một hơi thật sâu, xoa đầu Trần Hy Sở rồi nói, oản oản, từ hôm nay tên của con sẽ là Trần Hy Sở, được không? Trần Hy Sở nghĩ đến hoàng hậu, mỗi lần bà đều hỏi ai là Trần Hy Sở, ai là Trần Mộ Noãn, Trần phu nhân lúc nào cũng phải nói lại một lần, nhưng lần sau bà vẫn sẽ hỏi lại, nếu đúng như vậy thì nàng sẽ đồng ý. Nàng gật đầu, vâng, được ạ. Mắt Trần tướng quân lại đỏ lên, nàng không hiểu, nàng có tên chính thức rồi sao ông lại đau lòng. Người bên cạnh lại giục, Trần tướng quân, trời đã muộn rồi, ta biết rồi, tiểu nữ phải làm phiền Tống công công rồi. Tống công công đến ôm nàng, nhìn Trần tướng quân rồi lại nhìn Trần phu nhân với vẻ khó xử. Trần phu nhân nắm chặt tay nàng, khiến nàng thấy hơi đau. Trần tướng quân nhìn bà rồi nói, bỏ tay ra đi. Trần phu nhân buông tay nàng ra, rồi ôm nàng thật chặt nói xin lỗi, sau đó ngã vào lòng Trần tướng quân. Trần Hy Sở muốn an ủi nương, mỗi lần bà đến biên quan thăm trượng phu đều sẽ gửi hai tỷ muội ở nhà ngoại tổ phụ, trước khi đi sẽ ôm hai người thật chặt, khi nàng thấy nhớ nương bà sẽ bất ngờ xuất hiện và đón nàng về.
Trần Hy Sở nghĩ lần này cũng sẽ như vậy, thực ra như vậy cũng tốt. Nàng an ủi nương, nương đừng buồn, khi nào con nhớ nương thì người đến đón con nhé. Trần phu nhân đồng ý, nhưng khi nhìn nàng bà lại lưu luyến mãi. Tống công công đưa nàng đến một đại điện rất lớn, bên trong đèn đuốc sáng rực, hoàng thượng đang nằm trên giường. Trần Hy Sở thấy Trần Triệt bèn chạy tới nắm tay hắn. Trần tướng quân đã bảo nàng hãy an ủi hắn, nàng nắm tay hắn thật chặt, thấy hắn vẫn buồn, nàng định an ủi thêm thì hoàng thượng lại gọi qua. Oản oản, Trần Hy Sở đành thả tay đi tới bên giường. Hoàng thượng sờ đầu nàng, chỉ vào Trần Triệt, nhẹ nhàng hỏi, "Oản oản, ca ca có đẹp không?" "Con đẹp, còn đẹp hơn ca ca ở nhà ngoại tổ phụ của thần." Hoàng thượng cười không ngừng, tiếp tục hỏi, "Ca ca thích khóc lắm, con có đồng ý ở bên an ủi nó không?" Trần Hy Sở nhớ lại lời cha, nàng đã hứa với cha, "Con biết, khi tiểu ca ca khóc con sẽ ôm huynh ấy." Lúc này, tiểu ca ca đột nhiên ngẩng cổ lên phản bác, "Ta không khóc." Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, "Đứa trẻ ngoan." Ông vẫy tay, hoàng hậu đưa nàng về đại điện vừa nãy, hỏi nàng, "Oản oản, con muốn ngủ không?" Cuối cùng bà cũng nhớ tên nàng, nàng nghĩ nên nói cho bà biết tên chính thức của mình. "Con, hoàng hậu nương nương, tên con là Trần Hy Sở." Hoàng hậu gật đầu, con đói." Hoàng hậu bèn sai người chuẩn bị đồ ăn, bảo Trần Mama đi cùng nàng. Trần Mama là nhũ nương của nàng, có bà ở đây nàng thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng hỏi Trần Mama, "Khi nào nương sẽ đến thăm nàng?" Mama nói sẽ sớm thôi. Nàng hỏi bà có cho Giao Giao đến thăm nàng được không? Nàng nhớ muội ấy, Trần Mama nói có thể, bảo nàng ngoan ngoãn ở trong cung. Thế là nàng nghe lời ngoan ngoãn ở đó chờ. Nhưng bây giờ ở đây nàng không chỉ phải học thi thư, viết chữ và các quy tắc, mà còn không có ai giúp nàng. Trần Triệt không giúp nàng, hắn không những không giúp mà còn phớt lờ nàng. Nàng cũng là một đứa trẻ, cũng cần được an ủi, nhưng mỗi lần Trần Triệt nhìn thấy nàng đều lạnh lùng mặc kệ. Cuối cùng nàng không muốn an ủi hắn nữa, và hắn cũng không khóc, nên nàng thực sự không có cơ hội. Cuộc sống trong cung rất nhàm chán, mỗi ngày ngoài việc học là về ăn, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Nàng không còn sức nghĩ tới chuyện về nhà nữa. Một ngày nọ Trần Triệt không đến, nàng ngồi học một mình. Hiếm khi phu tử không giảng bài mà kể cho nàng nghe chuyện du học. Sau giờ học Trần Mama đến đón nàng. Trần Hy Sở như chợt nhìn thấy nương mình và Giao Giao, vội kéo Trần Mama chạy tới, nhưng hóa ra là vô ích. Nàng nói mình đã nhìn thấy Trần phu nhân, Trần Mama lại nói là nàng bị hoa mắt, nàng hơi lạc lõng, sau khi về còn không thèm ăn món hồ điệp tội yêu thích. Buổi tối Tống công công tới đây, nói hoàng thượng muốn gặp nàng. Nàng buồn ngủ không thể mở mắt được nữa, nhưng hoàng thượng muốn gặp nàng, nàng vẫn rất cao hứng, vì ông có thể phân biệt được nàng và Giao Giao, và còn rất tốt với nàng. Thế là nàng thay y phục đi theo Tống công công cùng đến đại điện. Hoàng thượng vẫn nằm trên giường, nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều, mặt cũng hồng hào hơn. Thấy nàng, ông mỉm cười vẫy tay, nàng bước tới hành lễ đúng quy củ. Hoàng thượng xoa đầu nói nàng đã lớn, đã hiểu được quy tắc, nhưng lần này không thưởng ngọc như ý, mà cho nàng một đĩa hồ điệp tô và một số món điểm tâm tinh xảo. Mắt nàng chợt sáng lên, đây toàn món nàng thích và ngon hơn mọi lần nàng từng ăn. Hoàng thượng hỏi nàng đã quen chưa, có thích không. Nàng nói thích, nhưng vẫn nhớ nương, hỏi ông khi nào mình có thể về nhà. Ông chỉ cười không nói gì, chỉ gọi Trần Triệt đến bảo hai người phải hòa thuận với nhau, còn nói sau này Trần Triệt sẽ bảo vệ nàng. Nàng nhìn Trần Triệt, thấy hắn vẫn lạnh lùng như thế, nên khó tránh khỏi không vui, nhưng nàng không so đo với hắn. Khi quay lại thì thấy hoàng hậu đang đợi nàng. Nàng hỏi bà khi nào mình có thể ra ngoài, bà nói sớm thôi. Nàng nói, nương và Giao Giao có thể vào đây cùng con được không? Hoàng hậu lắc đầu nói, oản oản, con không thích ở đây à? Thích ạ, nhưng cô đơn quá. Hoàng hậu xoa đầu nàng bình tĩnh nói, đúng, ở vị trí cao sẽ luôn cô đơn, và cũng là trách nhiệm. Nàng không hiểu, nhìn bà hỏi, người có thể đưa con ra ngoài gặp họ được không? Nàng biết ngoại trừ hoàng thượng, bà là người có quyền lực nhất trong cung này, nhưng hoàng hậu lại thất thần nhìn ra ngoài, không được, trở thành hoàng hậu không thể tùy ý đi ra ngoài. Nàng nghe vậy thấy hơi thất vọng, hoàng hậu mà cũng không ra được, vậy cha nương có thể vào được không? Nàng bắt đầu thấy hơi chán nản. Buổi tối nàng mơ thấy nương và Giao Giao, vì nhớ họ mà nàng phát bệnh. Giấc mơ này rất dài và rất thật, khiến nàng không biết phải làm gì. Nàng tỉnh dậy rồi khóc, Trần Mama ôm nàng an ủi, ngày nghĩ gì đêm mơ thế, tất cả đều là giả thôi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn thì sẽ được rời cung gặp nương. Nàng chỉ đành gật đầu đồng ý. Hôm sau thức dậy nàng ăn thêm rất nhiều điểm tâm, nhưng dù nàng ngoan ngoãn thế nào, cố gắng thế nào, Trần phu nhân và Giao Giao chưa bao giờ được vào cung. Khi nàng hỏi nhiều quá, Trần Mama sẽ chỉ ôm nàng vỗ về, nếu hỏi thêm mắt bà sẽ đỏ hoe, nên nàng không hỏi nữa. Trong những ngày sau đó nàng đã gặp hoàng thượng mấy lần. Mỗi lần thấy ông đều cười và nói chuyện với nàng rất nhiều. Cuối cùng có một ngày, nàng vừa đi ngủ, Trần Mama đã lôi ra khỏi giường, nói hoàng thượng muốn gặp nàng. Ban đầu nàng nghĩ do ông không ngủ được, muốn trò chuyện với nàng, nhưng khi bị kéo vào đại điện, nàng mới nhận ra hoàng thượng trông rất tệ, khác với những lần trước nàng gặp, cảm thấy như ông có thể bị một cơn gió thổi là bay. Nàng nắm tay ông thật chặt, ông loa đầu nàng, nói nàng là một đứa trẻ tốt, muốn nàng bảo vệ Trần Triệt, nhưng lại quay sang nói một câu với Trần Triệt, phải giữ đúng bản tâm. Sắc mặt Trần Triệt rất khó coi, rồi gật đầu thật mạnh. Nàng ngơ ngác được Trần Mama đưa ra thiên điện bên ngoài. Một lúc sau hoàng hậu bước vào, sau đó lại có nhiều người khác đi vào, rất lâu sau đó họ lại đi ra, chỉ còn lại hoàng hậu và Trần Triệt. Nàng không dám hỏi, chỉ cảm thấy đêm nay rất lạnh. À, lạnh quá, không biết tại sao, nàng chợt nhớ lời của hoàng thượng nói, phải bảo vệ Trần Triệt, nhưng Trần Triệt rất bận, nàng không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, hoàng hậu bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, mắt Trần Triệt đỏ hoe,
Tiếp theo là giọng Tống Công Công truyền ra, hoàng thượng đã băng hà. Nàng không biết băng hà là gì, nhưng biết chuông trong cung đang vang. Chuông vang rất lâu, cung nhân đi qua đi lại, tất cả đều thay y phục trắng. Nàng cũng được Trần Mama mặc tang phục cho. Bà nói hoàng thượng đã ngủ rồi, bảo nàng phải ngoan, từ giờ trở đi nàng phải ở bên Trần Triệt. Nàng không hiểu có nghĩa gì, nhưng khi nhìn thấy Trần Triệt, thấy mắt hắn đỏ hồng, siết chặt nắm tay, nàng lại nghĩ về ngày đó có nương ở đây, còn có thể ôm nàng, nhưng bây giờ bà không còn ở bên, và Trần Triệt thì lại như thế. Hoàng hậu khóc nhiều đến ngất xỉu, cung nhân vô cùng hỗn loạn, nàng đi qua ôm lấy Trần Triệt, nói rằng nàng sẽ bảo vệ hắn. Trần Triệt không nói gì, chỉ nắm tay nàng, lần này hắn không đẩy nàng đi. Mấy ngày nay mọi người trong cung đều vội vã, nhiều người đến, cũng có nhiều người đi, nhiều ngày liên tiếp nàng không gặp được hoàng hậu, cũng không nhìn thấy Trần Triệt. Khi gặp lại hắn, hắn đã mặc y phục màu vàng sáng, như một người lớn, được hoàng hậu dẫn lên ngai vàng. Đúng vậy, bây giờ hắn đã là hoàng thượng, hoàng hậu cũng trở thành thái hậu. Đến khi buổi lễ kết thúc, thái hậu hỏi nàng có muốn sống ở cung Vị Ương không. Bà sẽ đi đến cung Diên Hy phía sau. Nàng hơi ngạc nhiên, nàng chỉ mới 4 tuổi rưỡi mà lại muốn nàng ở đây một mình, cô đơn lạnh lẽo sao, còn ở một mình sao. Thái hậu nắm tay nàng nói, Trần Mama sẽ ở với con, bà còn rất gần phòng ngủ của Trần Triệt. Nghe xong nàng đồng ý ngay, nếu ở gần Trần Triệt thì không sao, nếu sợ nàng có thể tìm hắn, không đúng, nàng có thể bảo vệ hắn. Nhưng Trần Triệt ở một bên lại cong môi, mỗi ngày sau đó thật nhàm chán, ngoài việc học nàng chỉ về tẩm cung dùng bữa hoặc đến cung Diên Hy ăn điểm tâm. Trần Triệt rất bận rộn, thậm chí suốt vài ngày còn không nói được một lời nào với nàng. Thời gian nàng thấy hắn ngày càng ít, nhưng nàng vẫn rất vui, chỉ là không thể nhìn thấy Giao Giao và nương nên còn tiếc nuối. Hơn 5 năm đã trôi qua trong chớp mắt, năm nay nàng đã 10 tuổi, sau giờ học, nàng đến chơi với Trần Triệt, vừa tới cung Diên Hy đã nghe thấy tiếng Trần Triệt tức giận. Tại sao mẫu hậu lại ngăn con, chúng bắt nạt trẫm còn nhỏ chưa làm được việc. Trong cung chỉ có sự im lặng, thật lâu sau mới nghe được tiếng thở dài của thái hậu. Nàng vừa định đi tới nghe lén đã bị Trần Mama kéo đi. Bà lắc đầu chỉ ra ngoài, lúc đó nàng mới nhận ra mình không thể nghe lén, có rất nhiều người trong cung luôn theo dõi họ. Trần Mama nói những người đó biết trốn tìm, không biết sẽ lao ra từ đâu, nhưng nếu bây giờ đi vào, không phải là rất xấu hổ sao. Nàng nhìn Trần Mama, bà kéo nàng lại, thế là nàng đi theo bà về cung Vị Ương. Thực ra không phải là không thể, sống ở đây một mình rất thoải mái. Trần Mama không hạn chế việc ăn uống của nàng, thái hậu cũng bảo người cho nàng những thứ tốt nhất, nhưng nàng vẫn đang nghĩ đến khi nào mới có thể gặp nương và Giao Giao. Trần Mama không nói nhiều, mỗi lần nàng hỏi bà luôn bảo nàng phải ngoan, nghe lời là sẽ gặp được. Nàng đã đủ ngoan ngoãn rồi, nhưng chưa bao giờ được gặp họ. Đúng lúc này, Quế Mama ở bên cạnh thái hậu cũng tới, đưa cho nàng một hộp thức ăn. Nàng biết Trần Triệt đang tức giận, giận thì sẽ không ăn, thái hậu cũng không làm gì được, chỉ có nàng mới khuyên được. May mà nàng cũng chưa ăn, nên nhịn cơn đói đến tẩm cung của hắn. Ở cung điện khổng lồ này, cung nhân đều ở bên ngoài, bên trong thì tối đen như mực. Nhìn cánh cửa cung tối tăm, nàng chợt thấy sợ hãi, nhưng nghĩ đến Trần Triệt chưa ăn nàng lại mủi lòng, dù có giận đến đâu cũng không thể bỏ ăn, mấu chốt là hắn không ăn thì nàng cũng không ăn được. Nàng không khỏi thở dài rồi bước vào, nhưng không thấy ai cả. Trần Hy Sở rất tò mò, Trần Triệt đã đi đâu? Trần Triệt, nàng nhìn quanh thì thấy hắn đang co ro một mình sau giường, bị rèm cửa che mất, không nhìn kỹ sẽ không thấy được, cũng chỉ có mấy nơi, không trốn dưới gầm bàn thì sẽ trốn sau giường, không có gì mới nữa. Trần Triệt thấy nàng thì lạnh lùng nói, đừng đến đây. Nàng hít một hơi thật sâu, bước tới ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, để hắn tựa vào vai mình. Những động tác này thật quen thuộc, mấy năm nay nàng đều an ủi Trần Triệt như thế. Vì hoàng thượng không ở đây, mỗi lần Trần Triệt tức giận, nàng đều an ủi hắn như thế. Từ sự phản cảm ban đầu đến chấp nhận, động tác của nàng ngày càng thuần thục. Tay nàng chạm vào mặt hắn, ướt rồi, nàng vỗ nhẹ hắn nói khẽ, ta sẽ không nói gì đâu, chỉ ôm thôi, ôm thì sẽ không buồn nữa. Nàng quàng tay qua vai hắn, ôm hắn trong lòng. Khi nàng đang vui vì cuối cùng cũng thành công, Trần Triệt lại kéo tay nàng ra, muội muốn làm ta nghẹt thở chết à? Nàng không khỏi trợn trắng mắt, sao ta dám. Khi nhìn nàng, hắn lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Trở mặt nhanh thật, nàng đứng dậy xoa bụng, ăn thôi, ta đói lắm rồi. Cung nhân đã xếp hộp thức ăn ra rồi. Thái hậu thật sự rất thương Trần Triệt, phần của nàng cũng được làm đầy đủ, hai người 8 món ăn, toàn món nàng thích. Mắt nàng chợt sáng lên, Trần Triệt trợn mắt nhìn nàng nói, nhìn muội kìa, như ma đói đầu thai ấy. Nàng phồng má, miệng đầy đồ ăn, không rảnh tranh cãi với hắn. Khi ăn bát thứ hai, Trần Mama nháy mắt với nàng, nàng thấy mắt bà cũng sắp bay đi rồi, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Không được, lễ nghi thì lễ nghi, tối nay nàng đói lắm rồi, không cho nàng ăn đủ, đêm đến nàng sẽ thức dậy vì đói mất. Nàng lờ đi ánh mắt của Trần Mama tiếp tục ăn. Đến bát thứ ba thì có công nhân thở hổn hển chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng không hay rồi. Hắn ngập ngừng không nói, nàng biết bữa ăn này không ăn nổi nữa, thế là bỏ đũa xuống nói, ta no rồi. Nàng lau miệng rồi kéo Trần Mama đi. Đôi khi nàng cũng thấy mình rất thông minh, nếu không thái hậu cũng sẽ không thích nàng nhiều như vậy. Chỉ là Trần Triệt có vẻ không vui, vẻ mặt âm u nhìn nàng. Nàng không quan tâm, nàng không hứng thú nghe công nhân nói gì với hắn. Nàng tiếc mạng, không muốn nghe lén. Người nghe lén lần trước đã bị chặt đầu, dù ở chỗ thái hậu hay Trần Triệt, nàng đều sẽ giữ bổn phận. Hôm sau Trần Triệt đến gặp nàng, hỏi nàng sinh thần muốn quà gì. Thế là nàng mới nhớ ra, hôm nay là sinh thần thứ 10 của mình. Hàng năm vào ngày sinh thần, nàng luôn nhận được nhiều quà từ nương, có khăn bà tự tay thêu,
và một số món đồ chơi mới lạ bên ngoài cung. Năm nay vẫn như mọi khi, mỗi năm nàng đều cất kỹ đồ bà tặng, không nỡ nhìn thêm, nhìn chúng nàng sẽ nhớ nương, nhớ sao sao, nhớ không ngủ được, nhớ đến đau lòng, năm nào cũng như thế. Mỗi lần tới sinh thần, nàng đều đặc biệt mong chờ những món quà họ gửi tới. Nhưng thấy rồi lại lập tức cất đi, không dám lấy ra nữa. 3 năm trước vì quá nhớ nàng, Trần phu nhân đã bị bệnh nặng, bị ngoại tổ phụ ép đưa đến Giang Nam tĩnh dưỡng, giờ muốn gặp họ lại càng khó hơn. Nàng lắc đầu với Trần Triệt, nàng không đặc biệt muốn gì hết. Trần Triệt liếc mắt nhìn nàng, tốt, cơ hội tốt như vậy mà lại không cần. Nàng phớt lờ hắn, nghĩ đến sinh thần lại thấy khó chịu, không có tâm trạng gì hết. Được phu tử dạy nhiều, cuối cùng nàng đã hiểu, người nhà nàng sẽ không đến nữa. Thuật đế vương phải cân bằng lợi hại, nàng hiểu rồi. Trần Triệt luôn bảo nàng ngốc, nhưng nàng không hề ngốc, nàng thấy rất rõ ràng là đằng khác. Càng đến gần sinh thần nàng càng buồn, để chân Trần ngồi trong tẩm cung khóc một mình, Trần Mama cũng không dỗ được, bà rất lo lắng. Nàng khóc sắp ngất đến nơi, thì Trần Triệt biết tin vừa hạ triều đã tới ngay, thấy hắn nàng chuyển từ nức nở sang khóc to hơn. Trần Triệt, ta không được gặp nương hay Giao Giao nữa. Tại sao mọi người không tin cha ta? Trần Triệt ôm nàng thật chặt, để nước mũi của nàng dính lên long bào, hắn thở dài thật sâu, vỗ vai nàng, không nói gì cả. Khóc xong nàng đã thấy dễ chịu hơn. Trần Triệt đưa cho nàng một hộp hồ điệp to lớn và một sợi vòng cổ đính đá quý màu xanh và trân châu, sáng lấp lánh. Thứ này lập tức khiến nàng rung động. Quà sinh thần cho ta sao? Nàng nhìn hắn hỏi. Không,